dạy thầy hôm nay sẽ trình bệnh hậu phẫu cắt cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến. Vì lý do là bệnh nhân đã xuất viện nên em được xếp được xin phép thầy trình bệnh tại đây. Quality of life của bệnh nhân đánh giá trước khi xuất viện là 1 điểm. Bệnh nhân nam 73 tuổi vào viện vì lý do là hẹn tái khám cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến. Cách đây 1 năm thì bệnh nhân đã có tình trạng làm tiểu đi nhiều lần và bệnh nhân tiểu của bệnh nhân yếu, khi tiểu thì bệnh nhân thấy rặn. Thời gian tiểu của bệnh nhân thì kéo dài hơn, bệnh nhân cảm thấy là có nước tiểu nhỏ giọt sau mỗi lần đi tiểu. Bệnh nhân không có thể cảm giác cho không nhịn tiểu được. Bệnh nhân cách đây 3 tháng thì bệnh nhân phát hiện được có sỏi bàng quang, đã được phẫu thuật mổ hở và dẫn lưu bàng quang ra da. Cùng lúc đó thì bệnh nhân cũng phát hiện được là có tình trạng tăng sinh tiền liệt tuyến, đã được điều trị nội 3 tháng. Bệnh nhân lần này đến đây là hẹn tái khám các đốt nội soi tiền liệt tuyến. Đánh giá IBS của bệnh nhân là 31 điểm. Quality of life của bệnh nhân là 5 điểm. ASA bệnh nhân là 3. Bệnh nhân đã được làm các xét nghiệm thì đã có kết quả là cận lâm sàng như là siêu âm thì tiền liệt tuyến to khoảng nặng khoảng 100g. BSA của bệnh nhân là khoảng 10.46 nanogram trên ml. Theo lý thuyết thì cứ mỗi 1g tiền liệt tuyến thì sẽ tiết ra BSA sẽ tiết ra là 0.33 nanogram trên ml. Thì đối với những bệnh nhân mà có kích thước tiền liệt tuyến nặng khoảng 80g thì có thể tiết tối đa là lớn hơn 30 nanogram trên ml. Thì đối với cái BSA này thì xem như là bình thường. Còn xét nghiệm tổng kích thước tiểu của bệnh nhân thì pH là 5, nitric trong nước tiểu là âm tính, hồng cầu âm tính, bạch cầu cũng âm tính. Bệnh nhân lần này bệnh viện hẹn bệnh nhân đến lần này cắt đốt nội soi tiền tuyến vì đặt trước là bệnh nhân đã mổ thở lấy sỏi bàng quang. Nếu mà chúng ta thực hiện luôn cả vấn đề mà cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến thì thời gian của cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài lớn hơn 1 tiếng đồng hồ, dẫn đến tình trạng ngộ độc nước cho bệnh nhân, nên bệnh viện đã quyết định hẹn bệnh nhân tái khám lần này rồi cắt đốt nội soi cho bệnh nhân. Bệnh nhân đã được cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến, hiện tại là đã là hậu phẫu ngày thứ 7. Đánh giá lại quality of life của bệnh nhân là còn 1 điểm. Trước khi bệnh nhân xuất viện thì đã được dặn dò là bệnh nhân là không được sử dụng kháng sinh, không sử dụng các loại thuốc chống đông, không sử dụng aspirin. Bệnh nhân không được đi xe đạp, không đi xe máy trong vòng 6 tuần, không được quan hệ tình dục trong vòng 8 tuần. Bệnh nhân phải uống nhiều nước, 2 lít trên 1 ngày, hạn chế nước ra sau 16 giờ, tránh các loại nước uống như là trà hoặc là rượu bia. Bệnh nhân đã được hẹn tái khám sau 1 tuần để đánh giá lại IBS và quality of life của bệnh nhân, đồng thời là trả kết quả xét nghiệm thời giải phẫu bệnh. Bệnh nhân cần đến tái khám ngay khi mà có tiểu máu hoặc là bệnh nhân tiểu không tự chủ. Dạ, em xin hết. Ok, như vậy qua bệnh án đây chúng ta cần điều chỉnh hay là giải thích thêm một số điều. Khi trước bệnh nhân vào viện có một cái sỏi bàng quang 4 viên và như nào lớn nhất chỉ là 1.5cm cộng với tiền liệt tuyến 100g. Nếu mà chỉ cái sỏi bàng quang đó thôi thì ta thấy tán sỏi là nội soi rất là đơn giản. Tuy nhiên cái tán sỏi nội soi đó cũng mất một thời gian. Và với cái tiền liệt tuyến 100g thì cái sỏi nó nắp ở sau tiền liệt tuyến rất là khó gấp. Do đó chúng ta phải cắt nó 10 hơi xong rồi chúng ta mới gấp sỏi đó được. Mà nếu làm như vậy thì bệnh nhân sẽ bị ngộ độc nước. Mình thấy chính là vậy, với cái AJA3 rất là khó làm. Cho nên kỳ trước, cách đây 3 tháng người ta đã quyết định mở hoàng hoa lấy sỏi và mở hoàng hoa lấy da là chính xác. Và kỳ này người ta hẹn cắt đốt, sau cắt đốt xong thì người ta sẽ rút cái phần mở hoàng hoa lấy da, người ta đặt không được đặt. Và người ta khâu cái mở hoàng hoa lấy da lại. Tuy nhiên nó làm như vậy mà lỡ đêm hôm đó nó bể cái bong bóng của cái đặt không có lấy bằng quanh thì hơi bị xui. Cho nên thông thường người ta sẽ cắt đốt nội soi xong người ta để luôn cái mỏ qua da đó hoặc ta thay cũng không mới và người ta đặt không được đâu. Hậu phẫu đêm đó ổn định tới ngày hôm sau người ta mới rút ống thông mở qua da. Thì ở dưới chúng ta có ống thông đặt không được đâu thì cho nó tự lành khỏi thôi. 3 ngày sau chúng ta an toàn. Cho nên kỳ này chúng ta thấy bệnh nhân để tới 1 tuần mới xuất viện chính là lý do đó. Lý do là phải đợi cho cái lỗ trên nó đặt sẵn lành hẳn người ta mới rút cái thông ở dưới. Chứ thông thường một cái vấn đề sau tiền tiến 3 ngày, 4 ngày là ta cho về rồi. Chúng ta hiểu được chưa? Như vậy qua bệnh án này ta học được rằng tùy theo cái AJA của bệnh nhân mà các bác sĩ sẽ quyết định chọn được phương pháp điều trị cho nó hợp lý. Nếu chúng ta đứng trước một bệnh nhân bị loss
mà nghĩ ra từ lịch tuyến. Thì các bạn biết rằng hiện nay cái khái niệm về muốn làm từ lịch tuyến, tăng sinh từ lịch tuyến gây rối loạn từ đái và bị thay đổi. Và hiện nay người ta xét cái dạng các bài gọi là loss ghi do từ lịch tuyến. Để đứng trước một bệnh nhân loss ghi do từ lịch tuyến thì người ta phải làm 5 điều. Số 1, EBSS, số 2, quality of life, số 3, BSA, a giá, số 4, siêu âm, và số 5 là tâm trí cảnh. Trong cái EBSS, nếu như mà nó cao từ 20 điểm trở lên thì chúng ta phải đặt vấn đề cho thuốc uống. Nếu quality of life dưới 4, đa số người ta sẽ được trị nổi. Nếu quality of life 5-6 thì phải cho thuốc thử 1-2 tuần, rồi sau đó tùy theo cái diễn biến lâm sàng mà người ta quyết định. Và cái gì nữa, BSA thì hồi nãy bạn giải thích kỹ rồi, thầy không nói thêm. Hiện nay chúng ta đừng tin vào BSA để đánh giá ung thư từ lịch tuyến nữa. Vì có những trường hợp 400 gram mà trong lúc tiền lịch tuyến viêm, BSA có thể lên tới 70. Sau khi cắt đốt xong cho kháng sinh tốt, 3 tháng sau trở về bình thường, hoàn toàn bình thường. Do đó các bạn đừng bao giờ dựa vào BSA để tiên lượng ông nội mình hay là ông nội người thân của bạn mình bị ung thư từ lịch tuyến nữa. Và nhắc lại, khi đứng trước một cái bệnh nhân loss do từ lịch tuyến, một bệnh nhân nuốt do tiền tuyến sau khi chúng ta làm tất cả các lâm sàng mà quyết định điều trị nội, thì các bạn sẽ thấy đây là một cái hình tượng chung rất là dễ học. Nếu các bạn mở điện thoại di động ra, mở Google, các bạn gõ chữ loss 2017 Eagleton thì các bạn sẽ lấy được các cái hình về bệnh tiền tuyến. Trong đó có ba cái vòng tròn này. Ba cái vòng tròn này các bạn tưởng tượng một bệnh nhân đến khám có thể vì một cái vòng tròn, có thể vì hai cái vòng tròn, cũng có thể vì ba cái vòng tròn. Nếu bệnh nhân đến vì cái vòng tròn bú to thì ta sẽ cho uống ức chế 5 alpha reductase. Nếu bệnh nhân đến vì cái vòng tròn đáy đêm thì ta sẽ cho thuốc demopressin. Nếu bệnh nhân đến khám vì cái đáy khó, đáy khởi động chậm, tia nhỏ không quan sát thì ta sẽ cho ức chế alpha 1. Nếu bệnh nhân bị cả ba thì ta cho 3 thuốc. Nếu bệnh nhân bị hai vòng tròn thì ta cho 2 thuốc. Nếu bệnh nhân bị một vòng tròn thì ta cho 1 thuốc. Và hiện nay 80-90% các bệnh nhân bị đáy khó, bị rối loạn đáy do tiền tuyến đều cho thuốc 3 thuốc này điều trị rất là tốt. Và các cái thuốc này đã về tới bảo hiểm của các quỹ. Do đó trong tương lai chúng ta tin rằng người dân Việt Nam sẽ được thừa hưởng tất cả những cái chẩn đoán và điều trị tốt về tiền tuyến và hạn chế cái chuyện cắt đốt nội soi. Chúng ta chỉ cắt đốt nội soi cho những trường hợp số 1 là bệnh nhân ở nhà xa bệnh viện, bệnh nhân không còn sex và bệnh nhân không có bảo hiểm y tế và bệnh nhân cô đơn không có người nuôi dưỡng, không có người chở đi tới đi luôn. Như vậy, những bệnh nhân nào có những điều kiện như vậy thì ta cắt đốt. Còn ngược lại, những bệnh nhân nào có đầy đủ các điều kiện trên thì ta cho thuốc. Vì ta thấy rằng khi cho ba thuốc này thì tỷ lệ bí đái do tiền lượng tiến hầu như giảm rất nhiều. Ta không còn sợ nữa. Và với phương tiện di chuyển hiện nay rất tốt cho nên có bí đái chúng ta cũng nửa tiếng sau là ta vô tới bệnh viện. Vì hiện nay các con đường đã rất là tốt. Như vậy, một cái người đái đêm, khi các bạn đứng trước một người đái đêm, tiền lệ tiếng cũng gây đái đêm, nhưng các bạn cũng đái đêm. Do đó đứng trước một cái đái đêm, chúng ta có 4 nguyên nhân đái đêm. Nguyên nhân số 1 là ngủ không được. Nguyên nhân số 2 là uống nhiều sau 17 giờ. Nguyên nhân số 3 là thiếu ADH. Và nguyên nhân số 4 là các bệnh nhân tăng huyết áp hoặc suy tim. Những bệnh nhân này, nếu đái đêm thì các bạn phải chẩn đoán cho được nguyên nhân đái đêm rồi cho thuốc. Chứ không phải đái đêm nào cũng cho demopressin. Chỉ có khi nào thiếu ADH thì mới cho bilirubin mà thôi. Chúng ta hiểu được chưa? Hiện nay rất nhiều bác sĩ tiết niệu lạm dụng là cứ đái đêm là cho ADH, cho demopressin mà không cần biết nguyên nhân gì. Ông nói tối nào ông uống cà phê hết, tối nào ông cũng nhậu hết thì cho thuốc đâu có hiệu quả nữa. Ta phải bắt ông sao không được uống sau 5 giờ chiều. Nếu bệnh nhân không ngủ được thì cách tốt nhất là cho bệnh nhân ngủ. Hôm qua thầy có nói vậy, cái ngủ tốt nhất hiện nay đó là đông y. Cái trái chuối còn xanh để luôn đó. Rất tốt. Nếu cái chuối chín thì nấu, ăn cái chuối và uống cái nước ngọt. Rất tốt. Nhưng giả của nó là bón. Do đó hôm sau phải ăn đu đủ, ăn chuối nhiều lắm. Bón nữa thì chúng ta phải xài cái đọt mùn, lá mùn. Lá mùn rất là tốt. Như vậy, bài chúng ta hết rồi.